Và Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hoa Thị Đốn. Hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2011. Xin kính gửi đến quý vị những điểm tin nổi bật ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Kể đến những mối lo ngại về an ninh hiện nay tại Hoa Kỳ nhưng tưởng niệm 10 năm ngày 11 tháng 9 qua bản tin đặc biệt với anh Võ Thạnh Nhân và ký giả Nguyễn Văn Khanh. Sau cùng xin kính mời quý vị đón xem chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa qua hai cuộc phỏng vấn do ông Trần Quang Duật thực hiện với ông Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch Cộng đồng vùng Washington DC, Maryland và Virginia, và ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Đông Bắc Hoa Kỳ để nhằm tìm hiểu về cuộc biểu tình đoàn kết đấu tranh, diệt nội thù, chống ngoại xâm sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 9 năm 2011. Trước hết xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức có liên quan đến Tổng thống Hoa Kỳ tưởng niệm biến cố 11 tháng 9. Tổng thống Obama khởi sự vận động kế hoạch giảm bớt thất nghiệp. Cuộc chiến chống Al-Qaeda. Hội nghị G7 tại Pháp Quốc. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ tưởng niệm biến cố 11 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đánh dấu kỷ niệm năm thứ 10, ngày xảy ra những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 và vinh danh nhân viên ứng phó tình huống khẩn cấp, quân đội và hàng ngàn người thiệt mạng. Trong diễn văn hàng tuần phát thanh vào sáng thứ Bảy, ông Obama nói tới những hành động dũng cảm hồi 10 năm trước của những người ở Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, ở Ngũ Giác Đài, trên chuyến bay số 93 của hãng hàng không United. Tổng thống Obama nói rằng, trong những năm qua, Hoa Kỳ đã không ngừng chiến đấu chống Al-Qaeda, tiêu diệt những thủ lãnh hàng đầu của chúng, kể cả Osama Bin Laden, là kẻ chủ mưu những vụ tấn công và đã bị biệt kích siêu của Hải quân Hoa Kỳ hạ sát hồi tháng 5 vừa qua. Ông nói thêm rằng các cơ quan chính phủ tiếp tục cảnh giác và đang tăng cường an ninh tại phi trường, hải cảng và biên giới vì những kẻ khủng bố vẫn tiếp tục tìm cách tấn công nước Mỹ. Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani nói rằng an ninh trong nước Mỹ đòi hỏi sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ ở những nơi như Iraq và Afghanistan, nơi có những phần tử cực đoan muốn giết hại người Mỹ. Ông nói rằng chính trị không nên ảnh hưởng tới thời gian binh sĩ được phái ra nước ngoài để diệt trừ mối đe dọa tấn công khủng bố ở nước Mỹ. Ông cho rằng vụ tấn công 11 tháng 9 vốn có mục đích làm suy sụp tinh thần nước Mỹ, nhưng rốt cuộc đã làm cho nước Mỹ đoàn kết. Tổng thống Obama khởi sự vận động kế hoạch giảm bớt thất nghiệp. Sau khi trình bày kế hoạch tạo ra công ăn việc làm tốn kém 447 tỷ Mỹ Kim trước phiên họp lưỡng viện Quốc hội vào tối thứ Năm vừa qua, Tổng thống Obama vào sáng thứ Sáu đến thành phố Richmond, tiểu bang Virginia trình bày trực tiếp trước công chúng về kế hoạch của ông. Virginia được coi như là một trong những tiểu bang có thể làm thay đổi cuộc diện của cuộc bầu cử vào năm tới. Kể từ khi ông Obama lên nhậm chức năm 2009, các dân biểu đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã bác bỏ hầu hết tất cả những đề nghị kinh tế, chi tiêu và thâm hụt ngân sách của Tổng thống. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy đa số người Mỹ không hài lòng về cách điều hành kinh tế của cả hai đảng tại thủ đô Washington. Kinh tế trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp đứng ở mức 9% và một nhận thức của công chúng cho rằng ông Obama không giải quyết nổi các vấn đề đó, cả đóng góp thêm vào những khó khăn chính trị của ông. Tại Richmond, bằng thái độ nhiệt tình giống như vận động chính trị, Tổng thống yêu cầu Hạ viện hành động cho kế hoạch tạo công ăn việc làm của ông và cho thông qua dự luật này. Chuyến đi Richmond là chuyến đầu tiên trong nhiều chuyến đi sắp tới của ông trên khắp nước Mỹ để cổ võ cho dự luật về công ăn việc làm. Chuyến đi thứ nhì sẽ vào ngày thứ Ba tuần tới ở Columbus, tiểu bang Ohio. Tiểu bang này cũng có thể làm thay đổi cuộc diện cho cuộc bầu cử vào năm tới. Cuộc chiến chống Al-Qaeda. Hôm thứ Sáu 9 tháng 9, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói Al-Qaeda đang bị đánh bại và Mỹ sẽ không ngưng tay cho đến khi nào việc này hoàn tất. Tuy nhiên, bà nói, tin tức về các lời đe dọa khủng bố tại New York hay Washington nhắc nhở thế giới cần cảnh giác. Cảnh sát tại New York và thủ đô Washington đang được báo động cao độ sau khi chính phủ liên bang hôm thứ Năm xác nhận có tin tức đáng tin cậy về đe dọa tấn công khủng bố của Al-Qaeda vào hai thành phố này vào những ngày cuối tuần.
Nói chuyện tại New York, bà Clinton nói người Mỹ nên tiếp tục cuộc sống bình thường, nhưng cần tham dự vào một mạng lưới đoàn kết rộng lớn và chống chủ nghĩa khủng bố đã xuất hiện trong thập niên qua. Bà Clinton nói, trong một sáng kiến mới, Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là đồng chủ tịch sáng lập một diễn đàn chống khủng bố toàn cầu, sẽ bao gồm sơ khởi 28 quốc gia khác. Diễn đàn sẽ chia sẻ kinh nghiệm và hành động tốt nhất để chống khủng bố. Hội nghị G7 tại Pháp Quốc. Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương thuộc 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu họp cho đến cuối ngày hôm nay tại Marseille miền Nam nước Pháp để tìm cách đối phó với những vấn đề tài chính và kinh tế ngày càng nhiều. Cuộc họp của nhóm 7 nước diễn ra giữa những cảnh báo là các nền kinh tế phát triển hàng đầu có nguy cơ rơi lại vào suy thoái và giữa lúc khủng hoảng tài chính tại 17 quốc gia sử dụng đồng euro đã lan rộng. Cuộc họp này với dự kiến đối phó với khủng hoảng nợ nần đang gia tăng tại châu Âu đang đe dọa kéo theo Ý cùng với các ngân hàng Pháp và Đức. Hội nghị này mở ra một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama đọc bài diễn văn quan trọng về những đường hướng gia tăng việc làm và phục hồi nền kinh tế tại Hoa Kỳ. Bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế gọi tắt là IMF, nói IMF hoan nghênh những đề xuất của Tổng thống Obama, nhưng yêu cầu Mỹ làm rõ hơn một kế hoạch trung hạn nhằm đặt món nợ công khổng lồ của Mỹ lên một lối đi vững vàng hơn. Bà cũng đề nghị các thành viên khu vực châu Âu minh bạch hơn và có hành động cụ thể. Nhiều quốc gia Bắc Phi và Trung Đông cũng đến tham dự hội nghị, vì hội nghị này cũng tìm cách tái khởi động kinh tế của các nước đó sau khi nổi dậy mùa xuân Á Dập. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những điểm tin nổi bật ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi những mối lo ngại về an ninh hiện nay tại Hoa Kỳ nhưng tưởng niệm 10 năm ngày 11 tháng 9 qua bản tin đặc biệt với anh Võ Thành Nhân và ký giả Nguyễn Văn Khanh. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc lại ký giả Nguyễn Văn Khanh để tìm hiểu về những quan ngại trong vấn đề an ninh khi mà chúng ta có cái ngày September 11, tức là ngày 11 tháng 9, 10 năm. Trước hết xin được kính chào Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, một lần nữa từ Washington tôi là Nguyễn Văn Khanh. Trước hết cũng xin được gửi lời chào đến Võ Thành Nhân và không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả của SBTN. Chúng ta nói quan ngại cũng là chúng ta lo. Anh nghĩ rằng chúng ta lo là lo những cái gì mà chúng ta sợ hãi những điều gì vậy thưa anh? Tôi nghĩ rằng là đương nhiên là bao giờ cũng như vậy, thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN. Những ngày mà đặc biệt như là ngày tưởng niệm 11 tháng 9 năm 2001 sắp sửa diễn ra, 10 năm sắp đến, thì chắc chắn là vấn đề khủng bố cũng là cái điểm mà người ta phải quan tâm hàng đầu. Đặc biệt nhất là kỳ này, thưa cùng với là quý vị khán thính giả, những tin tức cho biết rằng là quân khủng bố đang âm mưu có thể là sẽ phá hoại, và người ta, các giới chức của Hoa Kỳ nói rất rõ là bọn chúng sẽ phá hoại ở hai thành phố. Thành phố thứ nhất là New York và thứ nhì là thủ đô Washington. Thú thật với anh rằng là nếu mà bảo rằng là lo thì có lo, nhưng mà bảo rằng là sợ hãi thì chắc chắn là người dân Hoa Kỳ không sợ hãi. Lý do anh cũng nhìn thấy rõ ràng, và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, chúng ta thấy người dân Hoa Kỳ vẫn sống cuộc sống rất là bình thường. Sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, tôi còn nhớ mãi là 1-2 ngày sau đó, trên đường đi làm thì mỗi một lần đi ngang qua ngũ giác đài, bao giờ tôi cũng đặt một cái câu hỏi cho chính cá nhân của mình, là không biết khi nào thì chúng ta lại phải đối đầu với lại một cái biến cố tương tự như là biến cố vừa mới xảy ra. Thú thật với anh rằng là lúc đó cứ nghĩ đến cái câu chuyện đó thì rợn tóc gáy, ớn xương sống. Nhưng mà sau đó thì vấn đề an ninh làm việc mỗi một ngày mỗi một chặt chẽ hơn, mỗi một ngày mỗi một tốt hơn. Và mặc dù là bây giờ lo thì vẫn lo, nhưng mà sợ hãi như cái thời xa xưa 10 năm trước đây thì câu trả lời là không còn nữa. Bây giờ thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng là Al-Qaeda đe dọa, nhưng mà nếu bảo rằng là chúng ta vẫn sợ hãi như là đã 10 năm trước đây đã từng sợ hãi thì câu trả lời là không. Và chúng ta nhớ lại cái Patriot Act, có lẽ là một cái đạo luật rất là quan trọng ra đời. Thì ngày hôm nay cái ảnh hưởng nó như thế nào, và liệu chúng ta có tiếp tục để mà duy trì cái luật như vậy hay không vậy thưa anh? Tôi nghĩ rằng là cái luật đó chắc chắn là sẽ được duy trì. Vấn đề còn lại tức là tôi không nghĩ là sẽ được duy trì vĩnh viễn. Tôi có thể nhìn thấy là như thế này, thưa với anh Nhân, khoảng chừng 5-7 năm nữa có lẽ rằng là Patriot Act vẫn được sử dụng. Nhưng mà cái điểm quan trọng ở đây là cái cuộc thăm dò mà AP vừa mới đưa ra hồi đầu tuần này. 60% người dân Hoa Kỳ nói rằng là họ sẵn sàng chấp nhận bỏ bớt một phần nào cái tự do cá nhân để mà cùng với lại mọi người chống khủng bố, cùng với mọi người bảo vệ an ninh,
an ninh và ổn định đây không phải là chỉ cho nước Mỹ mà là cho toàn cầu. Tôi thấy đó là một cái điểm đặc biệt, thưa anh Nhân. Và anh nhận định như thế nào về cái bài diễn văn mà Tổng thống Barack Obama sẽ đọc cho ngày mai vậy thưa anh? Tôi nghĩ rằng là ngày mai thì chắc chắn Tổng thống Barack Obama sẽ nhắc đến nhiều điểm. Điểm đầu tiên là sẽ nhắc đến những người đã không may hy sinh cách đây 10 năm, tức là sau cái biến cố 11 tháng 9 năm 2001. Những người hy sinh ở New York, ở Washington DC, cũng như là ở tại Pennsylvania. Ông cũng nói rằng là chúng ta sẽ không bao giờ quên họ, và chúng ta cũng không bao giờ quên những chiến sĩ Hoa Kỳ đã, đang và sẽ chiến đấu để bảo vệ cho tự do, cho lý tưởng hòa bình mà nước Mỹ đang theo đuổi. Ông cũng nhắc đến một chuyện, tức là cái hiểm họa khủng bố luôn luôn vẫn còn, và cái trách nhiệm của người dân Hoa Kỳ là vẫn phải tiếp tay với lại chính phủ. Bởi vì đó không phải là cái công việc làm của một chính phủ, đó là không phải là cái công việc làm của CIA, FBI như là chúng ta từng nghĩ đến trước đây, mà đó là cái trách nhiệm của tất cả mọi người. Và bên cạnh đó thì đó cũng là cái trách nhiệm xây dựng hòa bình cho nước Mỹ và hòa bình cho toàn thế giới, thưa anh. Và cuối cùng thì anh có thể cho biết rằng là vào ngày mai, ngày 11 tháng 9, Tổng thống Barack Obama sẽ có một buổi lễ để mà cầu nguyện ở tại Cathedral, ở tại Washington DC, và sau đó là lên New York. Thì anh có thể cho biết rằng cái nỗi an tâm của người Hoa Kỳ tại hai thành phố đó hiện nay như thế nào vậy thưa anh? Hiện tại bây giờ thì có lẽ rằng là sau khi mà những cái lời đe dọa Al-Qaeda đưa ra, những tin tức được ngay chính các giới chức của Washington phổ biến cho tất cả mọi người biết, thì thưa cùng với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN, an ninh đã được tăng cường rất là chặt chẽ. Ngay chính ở tại thủ đô Washington là nơi mà chúng tôi đang cư ngụ, thì an ninh cũng chặt chẽ như vậy. 24 giờ đồng hồ trước đây có mặt tại thủ đô, tại thành phố New York, chúng ta cũng đã nhìn thấy cái mức độ an ninh được đảm bảo đến, có thể nói rằng là đến mức tối đa, để cho tất cả mọi người dân Hoa Kỳ có thể an tâm. Và tôi nghĩ rằng là đó chính là cái điểm mà chính phủ Hoa Kỳ muốn nói đến, bằng mọi cách, bằng mọi giá, và đã, đang và sẽ làm để bảo vệ an ninh cho người dân nước Mỹ. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Văn Khanh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin ngắn của chúng tôi và ký giả Nguyễn Văn Khanh để nằm tìm hiểu về những nỗi mà chúng ta quan ngại về vấn đề an ninh quốc gia trong cái dịp mà tưởng niệm ngày 11 tháng 9 10 năm. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi vào chương trình ngày mai lúc sáng sớm 11 giờ sáng giờ thủ đô Hoa Thành Đốn. Chúng tôi sẽ một cái chương trình đặc biệt từ Ground Zero, có nghĩa là từ New York, và chúng tôi trong phòng thu hình sẽ hỏi thăm anh Nguyễn Văn Khanh về những tin tức có liên quan đến ngày 11 tháng 9. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin được cảm ơn anh Võ Thành Nhân, và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả của SBTN. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Chương trình Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa qua hai cuộc phỏng vấn do ông Trần Quang Duật thực hiện với ông Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch Cộng đồng vùng Washington DC, Maryland và Virginia, và ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Liên hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, để nhằm tìm hiểu về cuộc biểu tình đoàn kết đấu tranh diệt nội thù chống ngoại xâm sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 9 năm 2011. Xin mời quý vị đón xem.